áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 của Việt Sách, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Các con thân mến, chúng mình đang cùng nhau tìm hiểu chủ đề Cùng Em Sáng Tạo. Và trong bài học ngày hôm nay, bài học số 1, Đồng Hồ Mặt Trời, cô sẽ là người hướng dẫn các con thực hiện những yêu cầu, nhiệm vụ mà vở bài tập tiếng Việt lớp 3, tập 1 đưa ra cho chúng mình nhé. Bài tập số 1, trang 63, vở bài tập tiếng Việt 3, tập 1. Viết vào phiếu đọc sách những điều em ghi nhớ sau khi đọc một bài thơ về nghề nghiệp. Vậy, nhiệm vụ của chúng mình ở đây đó là hoàn thành phiếu đọc sách này, những điều mà các con đã ghi nhớ sau khi đọc một bài thơ có nội dung về nghề nghiệp. Phiếu đọc sách này, các con hoàn thành các mục tên bài thơ, tên tác giả, tên nghề nghiệp và đặt tên khác cho bài thơ. Vậy, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con hoàn thành phiếu đọc sách này nhé. Trước tiên, về tên bài thơ, đó là bài Cái Bát Xinh Xinh. Tác giả của bài thơ này, đó là tác giả Thanh Hòa. Tên nghề nghiệp. Nghề nghiệp được nhắc đến trong bài thơ này, đó là nghề làm gốm. Đặt tên khác cho bài thơ. Ở đây, cô lựa chọn một cái tên khác cho bài thơ này, đó là Món Quà Của Cha Mẹ. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn các con hoàn thành xong bài tập số 1 rồi đấy. Các con hãy chữa bài vào vở bài tập của mình nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với bài 2, trang 63, vở bài tập tiếng Việt 3, tập 1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào 3 nhóm. Ở đây, đề bài đưa ra cho chúng ta tất cả các từ mới mẻ, chế tạo, bản nhạc, độc đáo, đồng hồ, tinh xảo, máy móc, robot, sáng chế, phát minh, đặc sắc, sáng tác, đèn điện, du dương, thí nghiệm. Các con sẽ xếp các từ này vào 3 nhóm, đó là từ ngữ chỉ sản phẩm, từ ngữ chỉ hoạt động và từ ngữ chỉ đặc điểm. Bây giờ, cô cho các con thời gian để chúng mình hoàn thành bài tập số 2 nhé. Các con đã hoàn thành xong bài tập này chưa? Nếu các con đã hoàn thành xong rồi, cô trò chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Trước tiên, các từ ngữ chỉ sản phẩm sẽ có các từ bản nhạc, máy móc, robot, đèn điện. Các từ ngữ chỉ hoạt động đó là sáng chế, phát minh, sáng tác, thí nghiệm. Các từ ngữ chỉ đặc điểm đó là mới mẻ, độc đáo, đặc sắc và du dương. Vậy là cô đã xếp các từ ngữ này thành 3 nhóm, từ ngữ chỉ sản phẩm, từ ngữ chỉ hoạt động và từ ngữ chỉ đặc điểm rồi đấy. Các con hãy đối chiếu kết quả mà cô vừa đưa ra với kết quả bài làm của các con nhé. Tiếp theo, bài số 3, trang 64, vở bài tập tiếng Việt 3, tập 1. Điền các từ ngữ ở bài tập 2 phù hợp với mỗi chỗ trống. Edison là nhà khoa học, nhà chấm ba chấm vĩ đại của thế giới. Ông đã chấm ba chấm ra đèn điện, máy chiếu phim, máy hát, chấm ba chấm. Để chấm ba chấm một vật dụng, có khi ông phải tiến hành hàng ngàn chấm ba chấm. Tài năng, lòng say mê, kiên trì, nhẫn nại của ông đã đem lại cho nhân loại gần 2.000 phát minh. Vậy với bài tập này, các con sẽ sử dụng các từ ngữ ở bài tập số 2 để điền vào chỗ trống. Và lưu ý ở đây, các con hãy lựa chọn các từ sao cho phù hợp với ngữ cảnh mà đoạn văn đề cập đến nhé. Bây giờ, các con hãy hoàn thành bài tập này. Sau đó, khi đã làm xong, các con hãy quay trở lại đây để đối chiếu với đáp án mà cô đưa ra. Bây giờ, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé!
Edison là nhà khoa học, nhà phát minh vĩ đại của thế giới. Ông đã sáng chế ra đèn điện, máy chiếu phim, máy hát. Để chế tạo một vật dụng, có khi ông phải tiến hành hàng ngàn thí nghiệm. Tài năng, lòng say mê, kiên trì, nhẫn nại của ông đã đem lại cho nhân loại gần 2.000 phát minh. Vậy là cô đã điền vào các chỗ trống những từ ngữ thích hợp ở bài tập số 2 rồi đấy. Các con hãy chỉnh sửa và bổ sung vào bài làm của mình nhé. Tiếp theo, ta đến với bài số 4, trang 64, vừa bài tập tiếng Việt 3 tập 1. Viết 1 đến 2 câu về đặc điểm của một sản phẩm. Mẫu, chiếc đồng hồ rất tinh xảo. Vậy, bây giờ cô sẽ viết một vài câu mẫu để các con tham khảo. Sau đó, các con sẽ tự nghĩ ra các câu văn hay của riêng mình. Câu thứ nhất, bản nhạc rất đặc sắc. Câu thứ hai, robot là một phát minh rất độc đáo. Vậy ở đây, các con lưu ý, để viết câu về đặc điểm của một sản phẩm, trước tiên chúng ta phải sử dụng các từ ngữ chỉ sản phẩm. Vậy thì câu của chúng ta phải có các từ ngữ chỉ sản phẩm và các từ ngữ chỉ đặc điểm. Ví dụ, trong câu bản nhạc rất đặc sắc, bản nhạc là từ ngữ chỉ sản phẩm, đặc sắc là các từ ngữ chỉ đặc điểm. Tương tự như cách cô vừa hướng dẫn. Tương tự, vậy dựa vào gợi ý của cô, các con hãy viết 1 đến 2 câu về đặc điểm của một sản phẩm bất kỳ nhé. Các con thân mến, vừa rồi cô đã hướng dẫn các con thực hiện các bài tập trong vở bài tập tiếng Việt lớp 3 tập 1. Bây giờ cô xin gửi lời chào và chúc các con làm bài tập thật hiệu quả nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.